Vậy có cần ngáy to đến vậy không? Không ngáy đâu. Đọc chữ không được luôn á. Ngủ trưa thôi mà ngáy cứ đó. Con gái mà. Ngủ ngáy không tốt cho sức khỏe đâu. Lo mà đổi tư thế khắc phục đi. Nhớ đó. Ôm ô, nay mưa, dòng bão kéo tới. Bà con lấy đồ vô, lấy đồ vô. Nè em tôi yêu bếp. Hôm nay mẹ bận đi ăn đám cưới online. Mẹ có nhờ em phải lo cho con trai cưng của mẹ một bữa ăn ra trò. Cho nên anh ngồi đó đợi đi. Tháng này Du Lan mà không được đi chùa làm lễ gì hết trơn, buồn quá. Tháng này ra đường, không gặp cô này cũng gặp cô kia. Vi ơi là Vi. Chán. Đừng lo, đồ ăn tới rồi. Wow, wow. Ngon không? Đi quyết, đi quyết. Chuẩn Master Chip luôn chân dừa nha. Bỏ gì vô đây không á? Có muối, đường, bột ngọt. Có bỏ thêm thứ đặc biệt khác nữa. Nước tương, chim su, nấm, shiitake. Ngọt, thơm, đậm đà, mặn mà như cái nhan sắc của em vậy đó. Nước tương đậm đà thì đắt, mà nhan sắc em tôi đậm đà vẫn ế ta. Không hiểu nổi. Vô lý. Khỏi ăn luôn đi, nhịn luôn đi không? Anh đổi. At my drip, looking at your drip. Mommy, look at me. Oh, I'm killing it. Whoa. Sneaking side to side, and I'm killing that. Whoa. Damn, your girl so fine, but her breath is like. Whoa. She say she wanna dance, but she don't know how to. Whoa. I iced out. Ooh, looking like a star. Whoa. Her name is Jenny. Ooh, bitch don't have no panties. Whoa. I'm Steph. Rock ly nước uống ha. Khác quá. Xuống lấy cái bánh ăn ha, đó bụng quá. Ai mượn thua? Ai mượn thua chi? Chị thấy nè, 5 người mà chơi chung với nhau xong rồi thành giáo sư hết trơn, giáo sư bác sĩ, trở ghê. 5 người mà 4 nam 1 nữ. Bụng mình không ai nào thích cô đó hả? Hồi xưa anh kia tỏ tình nhưng mà chị không chịu. Ủa sao không chịu? Vì kiểu bạn bè mà. Sao mà yêu đương được? Chứ làm như chị thích là nam chính rồi. Nam chính hả? Nam chính đẹp trai không? Đợi mấy người tới chí rồi chạy cho hỏi hoài. Trâu. Giờ cái chiếu đồng chị. Trâu. Mở hỏi đi. Phiền hỏi được mình quá. Nay nay chị nữ chính nè. Chị đang đợi nam chính đó. Mà cũng phải nam chính nữa. Nói chung là 5 người chính hết trơn rồi. Ủa phiền rồi. Phim dễ chán lắm à. Kìa phim kiểu tình bạn mà. Tình bạn tình người kia cảm động á. Cảm động gì? Thì mấy khúc chữa bệnh người. Tình cảm gia đình này kia. Mất quá các bạn. Mấy tình tập ai gắn đâu mà kể. Giỏi tự câu lời đi. Còn phim khổng thẩu. Mày bắt đầu luôn á. Thì chừng nào người ta kể thì nghe. Còn người bình thường thì im coi đi. Có phim là phải tập trung chứ khổng thẩu gì. Sẵn vô là kể rồi. Mà kể ba mớ không mà. Kêu người ta không hỏi. Quá đáng thiệt. Dẹp yeah, đi. Có đáp anh. Cho dừa. Nè. Chào con trai cưng. Cho tiền con mua đồ Tết đi. À ừ quên nha. Mẹ quên vụ đồ Tết cho con nữa. Giờ đi mua liền nè. Mẹ dẫn đi. Có gì mẹ lựa chứ. Ồ, con tự đi, con tự mua được rồi. Con trai lớn rồi bắt đầu chê mẹ nha. Không tha đâu đi với mẹ, mẹ hứa là không có mua đồ siêu nhân nữa. Ồ, con tự mua được, mẹ cho tiền con. Trời ơi, cái kìa nhõng nhẽo, nhõng nhẽo. Con trai cưng quá trời, quá đó con của ai, không biết quá trời là thấy cưng luôn á. Cha mày nha. Vậy con trai cưng của mẹ là 3 ngày Tết rồi phải mặc đồ mới. Xin tiền, xin tiền. Mẹ, mẹ ta.
chưa có làm cái nào bắt nó xứng tiền xứng tiền. Mẹ nó, nó xin em chứ có xin mình đâu. Con nít con nồi chưa có làm ra tiền, xin tiền xin tiền. Tết người ta mặc đồ cũ đi. Không lẽ quá, tự nhiên tới không cho người ta mặc đồ Tết. Dạ thôi con xin nữa rồi. Đi vòng vòng đây thôi chứ có đi đâu đâu. Đồ mới, đồ mới. Chứ không phải hôm qua kêu người ta đi chợ mua đồ Tết cho ông Nam hả? Hồi nãy ông nấu rõ ràng hồi ăn cơm, ông nấu rõ ràng nhưng đừng có chối với tôi. Giờ con đòi cái bà đặt nạt nạt dạy dỗ đồ. Xin cha đi cha cho đó. Nói vậy thôi chứ cha để cho con rồi. Cha để là để tiền thằng Nam đi học, thằng Nam mua đồ Tết, thằng Nam đi học đại học, thằng Nam lấy vợ để hết rồi. Nhịt cái đầu quá. Ra đi mua bao đi. Dạ yeah, con cảm ơn cha cho tiền lợi nhất. Nói à, vậy chi vậy? Vậy phải nạt làm chi vậy? Mua ba cái quần jean đó. Bây giờ thấy là con trai người ta mặc cái quần jean đó. Mặc quần tay chi mà xúc á. Dạ. Ê mẹ đi chứ mẹ đi. Không có lựa đồ siêu nhân đâu. Bù cái mòn nha. Mặc bù cái mòn đẹp. Hai mẹ con ưng dùm cái nha. Đừng có đẹp nha. Vì nấu cơm chứ ngỡ có tiền thanh xuất á.